Xin chào các bạn, đây là câu lạc bộ thể thao Bright Fitness. Tôi là huấn luyện viên Trần Dũng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 bài tập rất tốt cho sự phát triển của nhóm cơ ngực. Đây là 5 bài tập khá là cơ bản, ngay cả những người mới hay là những người đã tập lâu năm đều phải áp dụng chúng. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở video này đó chính là kỹ thuật động tác giúp cho cơ ngực được tác động nhiều nhất và hiệu quả nhất. Bài tập đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là bài tập barbell bench press đẩy ngực với thanh đòn trên ghế ngang. Ok, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết bài tập này. Ở tư thế chuẩn bị, hai cánh tay chúng ta để khoảng cách rộng hơn vai. Ở khoảng cách hai tay này sẽ tùy thuộc vào mỗi người, nhưng chúng ta phải đảm bảo làm sao khi phần cánh tay chúng ta song song với sàn nhà thì phần cánh tay và cẳng tay sẽ tạo thành một góc 90 độ. Đồng thời, ở tư thế chuẩn bị, ngực chúng ta hơi lưỡng lên một chút và phần lưng hơi cong. Chúng ta sẽ bắt đầu động tác, hít một hơi thật sâu, đồng thời đẩy tạ ra khỏi giá. Chúng ta đưa tạ xuống dần về phía ngực, đồng thời hít thật sâu trong suốt quá trình. Ở điểm thấp nhất, chúng ta nên để thanh đòn cách ngực khoảng 1-2cm. Chúng ta đẩy lên, đồng thời thở ra. Xuống hít vào, kiểm soát tạ, xuống chậm, lên chúng ta thở ra. Ở vị trí cao nhất, các bạn lưu ý cho tôi. Ở vị trí cao nhất thì phần khuỷu tay của ta hơi trùng một chút, cố gắng không thẳng khuỷu tay để tránh tác động vào phần khuỷu tay. Ok, chúng ta tiếp tục. Các bạn lưu ý, khi xuống đến điểm cao nhất thì phần cánh tay và phần thân người của chúng ta phải tạo một góc nhỏ hơn 90 độ để phần cơ vai của chúng ta không tham gia vào bài tập này. Ok, chúng ta sẽ thực hiện 5 lần cho động tác bắt đầu. 1 2 3 Xuống chậm có kiểm soát, lên dứt khoát, xuống hít vào, lên thở ra. Một lần cuối cùng, 5. Ok, ở lần cuối cùng đẩy chúng ta căng hết tay, đồng thời đưa tạ ra sau để đưa ra. Ok, chúng ta đã kết thúc bài tập đầu tiên. Ok, bài tập thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là bài tập dumbbell bench press đẩy tạ đơn trên ghế ngang. Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết kỹ thuật động tác. Ở tư thế chuẩn bị, chúng ta đặt hai tạ lên hai đùi, chúng ta hướng về sau, đồng thời chân chúng ta đẩy lên trên một chút, hạ người về sau. Chúng ta cố định phần bả vai sát xuống ghế. Các bạn lưu ý, ở vị trí cao nhất thì hai tạ không chạm vào nhau để tránh phần cơ ngực chúng ta bị trùng lại, gây được áp lực lên cơ ngực. Ta bắt đầu động tác xuống, ta hít sâu vào, lên chúng ta thở ra, xuống. Khi đi xuống, các bạn chú ý phần cánh tay và phần thân người nhỏ hơn một góc 90 độ để tránh cơ vai trước bị tham gia vào quá trình này. Lên. Ở vị trí cao nhất, các bạn cố gắng làm sao để hai tạ không chạm vào nhau, đồng thời khuỷu tay của chúng ta luôn luôn trùng một chút để chúng ta tránh quá khớp trong bài tập này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện 5 lần chuẩn form. Bắt đầu 1 2 3 4 Một lần cuối cùng, 5. Ok, chúng ta sẽ quay tay lại và đưa tạ về vị trí ban đầu.
Bài tập thứ 3 tôi muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay đó là bài tập dumbbell fly, bài tập banh ngực với tạ đơn. Đây là dạng bài tập stretching rất tốt cho sự phát triển căng giãn của cơ ngực, tạo không gian cho cơ ngực phát triển một cách tối đa. Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết từ phần động tác của bài tập này. Ở tư thế bắt đầu, chúng ta để hai tạ ở vị trí cao nhất và không chạm vào nhau. Từ từ banh tạ sang hai bên. Hai tay banh tạ sang hai bên, đưa sang hai bên nào. Căng giãn, cảm nhận sự căng giãn của cơ ngực. Chúng ta lưu ý phần cổ tay chúng ta hơi trùng một chút để tránh phần cơ tay trước tham gia quá nhiều vào trong bài tập này. Chúng ta hít sâu vào trong suốt quá trình đưa tạ ra và thở ra khi đưa tạ lên. Bắt đầu thực hiện. Xuống hít vào, hít sâu, lên thở ra, xuống hít sâu. Các bạn lưu ý phần cánh tay và phần thân thể chúng ta luôn nhỏ hơn 90 độ. Ok, chúng ta thực hiện 5 lần chuẩn form bắt đầu. 1 2 Cố gắng ở vị trí tạ cao nhất. Các bạn không để hai tạ chạm vào nhau. 4 Một lần cuối cùng. 5 Hít thật sâu vào. Hít thở ra. Ok, đưa tạ về vị trí ban đầu. Thế bài tập thứ tư tôi muốn giới thiệu các bạn đó là bài tập cắp bộ fly, bài tập kéo cáp cho cơ ngực. Ở bài tập này thì các bạn có thể để phần đầu cáp ở vị trí cao nhất hay là thấp nhất để nó tác động vào cơ ngực trên và cơ ngực dưới. Trong bài tập này tôi hướng dẫn các bạn là để ống tạ vị trí cao nhất sẽ tác động rất tốt đến phần cơ ngực dưới của các bạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào kỹ thuật động tác. Ở tư thế chuẩn bị, chúng ta cầm hai tay vào hai đầu cáp, đồng thời lòng bàn tay hướng xuống dưới. Chúng ta tiến một bước lên trên, một chân trên một chân dưới, bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Kéo tạ về phía dưới, đồng thời cơ ngực hơi ưỡn ra, lưng chúng ta thẳng, hai chân trụ vững, không để người bị đung đưa. Đưa tạ về, ta hít sâu vào, kéo cáp xuống, chúng ta thở ra. Các bạn lưu ý phần khuỷu tay của chúng ta hơi trùng một chút. Và ở cái điểm cáp thấp nhất thì phần cơ ngực của chúng ta giữ ở điểm này một nhịp để cơ ngực chúng ta được căng giãn hết mức, được tác động tối đa. Ok, ra chúng ta hít vào, kéo về chúng ta thở ra, hít vào, thở ra. Các bạn chú ý phần lưng của chúng ta phải giữ được giữ thẳng trong động tác này. Chúng ta thực hiện 5 lần chuẩn form bắt đầu. 1 2 3 Hít sâu, ngược xả, siết chặt cơ bụng. 4 Rất tốt, một lần cuối cùng. 5 Ok, từ từ đưa tạ về vị trí ban đầu. Bài tập cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong video này đó là bài tập deep chest, tập stretch với cơ ngực dưới. Ở bài tập này là một bài tập khá là khó ngay cả với những người đã tập lâu năm, nhưng ở The Fly chúng tôi có một bộ máy rất là đa năng để cho các bạn thiện này, bài tập này rất là tốt. Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của các động tác bài tập này. Ở tư thế chuẩn bị, chúng ta đặt cánh hai tay lên trên sàn đất, đầu gối chúng ta quỳ vào đá hỗ trợ của máy. Các bạn chú ý phần thân người chúng ta phải hơi nghiêng về trước một chút, khoảng 15 độ để tác động tốt nhất vào cơ ngực dưới. Phần khuỷu tay chúng ta hơi áp sát vào người,
Ok, xuống, chúng ta hít sâu vào, lên chúng ta thở ra, hãy sức vận chỉnh. Xuống hít sâu, cho đến khi cơ ngực của các bạn được giãn ra hết mức. Lên thở ra. Xuống hít sâu. Các bạn chú ý, phần lưng của ta cố gắng giữ được lưng thẳng. Lên thở ra. Ok, chúng ta sẽ thực hiện 5 lần chuẩn form bắt đầu. 1 2 Các bạn chú ý phải tập trung dùng lực cơ tay sau và cơ ngực để đẩy người lên. Hai lần cuối cùng, 4 5 Hít vào, thở ra. Ok. Như vậy vừa rồi tôi đã giới thiệu tới các bạn 5 bài tập rất là cơ bản nhưng rất là hiệu quả cho sự phát triển của nhóm cơ ngực. Ngoài những cái bài tập tôi đã hướng dẫn ra thì các bạn có thể kết hợp rất là nhiều động tác tương tự như vậy với ghế dốc lên và ghế dốc xuống, hay là cách cầm tạ hẹp tay, rộng tay để tác động một cách tốt nhất và toàn diện nhất cho nhóm cơ ngực. Bright Phoenix chúc các bạn có một buổi tập thành công. Xin cảm ơn.